Tiếp tục những thông tin liên quan đến vụ sạt lở tại Hòa Bình, đã có tới 9 ngôi nhà bị sạt lở, cuốn trôi và còn hàng chục ngôi nhà khác nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Đó là những gì đã và đang diễn ra tại thành phố Hòa Bình từ đêm qua đến rạng sáng nay. Vâng thưa quý vị, khu đất bị sạt lở nằm kẹp giữa sông Đà và quốc lộ 6, nối từ Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Và ngày hôm nay thì địa phương này đang cấp tập những phương án để di dời các hộ gia đình đến vùng an toàn. Chỉ sau một đêm, nhiều hộ gia đình tại phường Đông Tiến, thành phố Hòa Bình đã rơi vào cảnh không còn nơi để ở. Đã có 9 ngôi nhà nằm bên sông bị lũ cuốn trôi. Hàng chục ngôi nhà khác nằm trong khu có nguy cơ sạt lở cao. Hôm nay đã phải dọn dẹp, thu gom đồ đạc để di chuyển đến nơi an toàn. Nhiều hộ dân đã trắng tay và thậm chí đã đối mặt với tình cảnh nợ nần do nhà cửa đã bị cuốn trôi, không thể tiếp tục làm ăn kinh doanh. Trước tình hình mưa lũ bất thường, chính quyền phường Đông Tiến đã di rời khẩn cấp 25 hộ dân có nguy cơ sạt trượt bắt đầu từ số nhà 62 đến số 98. Công an thành phố Hòa Bình cũng được huy động hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, đồng thời phong tỏa bảo vệ hiện trường, không cho người dân và phương tiện lại gần. Nhiều người dân cho rằng thủy điện Hòa Bình đã đóng cửa gấp khiến cho dòng nước lũ lớn cuốn theo nhiều móng nhà của người dân ở hai ven sông gây ra tình trạng sạt lở các ngôi nhà. Người dân cho biết thêm, năm 2017 khi thủy điện Hòa Bình ngưng xả lũ, hai tổ dân phố ở thành phố Hòa Bình đã có hiện tượng sạt lở bờ sông gây nứt tường nhà. Nhiều nhà tự vá lại những vết nứt kéo dài từ chân tường đến nóc. Tuy nhiên, ngày hôm nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã phủ nhận thông tin này mà cho rằng mưa liên tục trong những ngày qua tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến mực nước các sông lên cao, cấu tạo đất đã nhão gây ra sạt lở bờ sông. Và thưa quý vị, trong chiều nay thì cơ quan chức năng đã giúp người dân thu dọn đồ đạc khỏi những ngôi nhà ở trong diện nguy hiểm. Chính quyền cũng bố trí cho những ai không có người thân đến ở tạm nhà văn hóa khu dân cư. Về lâu dài thì thành phố có kế hoạch tái định cư cho người dân ở khu vực khác và không thu tiền sử dụng đất.